Chào quý vị và các bạn. Các bạn đang nghe audio trên kênh Dinh Người Đọc Truyện. Mời quý vị và các bạn lắng nghe bộ truyện Người Tìm Sát, tác giả Lạc Lâm Lan, chương 1072. Rõ ràng những du khách kia cũng đi cùng nhau, khi bọn họ nhìn thấy đoàn người chúng tôi cũng xuất hiện ở đây, dường như trên mặt đều có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng là ra ngoài chơi, người ở đây lại không nhiều lắm, cho nên tôi chủ động đi qua chào hỏi họ đối phương là hai cặp đôi trẻ họ cũng giống chúng tôi trước tiên là đến cái bãi tắm động như kiến kia vì thật sự không thích náo nhiệt cho nên mới tới bãi tắm này nhưng lúc họ vừa mới tới đây trong lòng có hơi hối hận bởi vì lúc bọn họ tới bãi tắm không có một ai cả điều này nhất thời làm trong lòng họ thấy hơi khiếp ví có điều may mà đoàn người chúng tôi xuất hiện rất nhanh như vậy người nhiều cũng sẽ không sợ nữa tôi nghe xong thì cười nói với họ Chúng tôi cũng ngại bãi tắm trước đó quá đông người, thật ra nơi này khá tốt đấy. Phong cảnh tuyệt đẹp, lại yên tĩnh. Đây mới là kiểu nghỉ ngơi nên có đấy. Vì thế cả đám người chúng tôi vừa nói vừa cười nghịch nước ở bờ biển, ăn trái cây ướp lạnh của ông chủ bãi tắm đãi. Vốn dĩ tất cả mọi thứ đều tốt đẹp, nhóm chúng tôi cũng chơi rất hăng say. Ông chủ bãi tắm cùng chuẩn bị lửa trại và BBQ hải sản cho chúng tôi. Nhưng thời gian vui vẻ luôn qua rất nhanh không bao lâu sau thái dương đã biến mất dưới đường chân trời lúc này ông chủ bãi tắm nhìn sắc trời và nói buổi tối sóng gió ở đây lớn tốt nhất các vị đừng xuống biển chơi mặc dù ngoài miệng mọi người đồng ý hết nhưng một cặp đôi trẻ trong hai đôi kia vẫn xuống biển bơi đêm ngay từ đầu hai người họ chỉ chơi ở vùng nước nông sau đó chơi mãi lại bơi đến vùng nước sâu qua một lúc lâu chúng tôi cũng không thấy cả hai người họ bơi từ vùng nước sâu về mới đầu cặp đôi đến cùng họ còn chưa lo lắng lắm, bởi vì hai người kia đều bơi rất giỏi, nhưng đến tận khi chúng tôi đều đã nướng bbq xong hết cũng không thấy hai người kia lên bờ. Tôi nhìn biển rộng đen như mực, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi lo lắng mơ hồ, cho dù là bơi giỏi nữa cũng phải lên bờ chứ, họ cũng đâu phải cá. Hơn nữa, hiện giờ bơi đêm dưới biển còn có thể nhìn thấy ư. Lúc này ông chủ bãi tắm nghe nói có một cặp đôi xuống biển chưa trở về dường như cũng hơi sốt ruột ông ta không ngừng đi qua đi lại trên bãi biển chờ mong cặp đôi kia lên bờ sớm một chút nhưng đôi khi càng sợ cái gì thông thường sẽ xảy ra cái đó đến khi tất cả chúng tôi về phòng nghỉ ngơi lại nghe được một tin tức không tốt cặp đôi kia đã xảy ra chuyện tôi bảo lão chịu ở trong phòng với chiêu tài những người còn lại đều đi tới bờ biển xem thử có cần giúp đỡ gì không nguyên tắc hai mặt kệ trước đó cũng đã vứt ra sau đầu từ lâu Kết quả khi chúng tôi đi đến bờ biển thì gặp người đàn ông ngoại hình thô tục hôm nay giới thiệu chúng tôi tới đây. Gã đang thương lượng gì đó với cặp đôi còn lại. Xem biểu cảm của bọn họ hình như là nói không xuôi. Vì thế nhóm chúng tôi bèn đi qua tìm hiểu tình hình. Vừa hỏi mới biết, hóa ra người đàn ông thô tục này đang có kè mặt cả với hai người họ. Nói là nhà bọn họ có người biết bơi giỏi có thể xuống biển tìm người, nhưng mà tìm được người và vớt người lên cũng có bản giá khác nhau bạch kiến nghe xong tỏ vẻ mặt nghi ngờ hỏi gã có bạn giá gì lúc này người đàn ông thô tục kia dường như không khiêm tốn như lúc đầu chúng tôi gặp nữa giọng điệu rất cứng rắn tìm người là một người năm ngàn bớt xác là một người mười ngàn bạch kiện gật đầu sau đó đột nhiên hỏi lại gã làm sao anh biết chắc chắn là người đã chết không thể là do bơi ra xa bị kẹt ở khối đá ngầm nào đó sao lúc này sắc mặt của người đàn ông khẽ đổi nhưng ngay sau đó lại nói thêm, cho nên tìm người là năm ngàn đó. Tôi nói với cặp tình nhân kia, nếu người đã mất tích, đáng lẽ đầu tiên các người phải nghĩ đến báo cảnh sát chứ. Nhưng cô gái đó vừa khóc vừa đáp, anh ta nói một lát nữa là thủy triều xuống, đến lúc đó sẽ cuốn xác của Lưu Nghiên và Phương Tổ xuống biển sâu, khi đó ai cũng đều không tìm thấy được họ. Tôi nghe thể thì nhìn về phía người đàn ông tục tằng kia, thấy gã lại mang vẻ mặt đắc ý như thể các người không trả tiền thì chờ để xác cho cá ăn đi. Thực tế chúng tôi thật không muốn lo cái việc không quan hệ tới mình này, nhưng mạng người quan trọng, lỡ như cặp đôi kia chỉ bị mắc kẹt thì sao? Vì thế Bạch Kiện vừa an ủi cặp đôi vừa bảo tôi nhanh chóng báo cảnh sát. Khi tôi gọi điện thoại cho 110 báo cảnh sát, đối phương nghe tôi báo tên bãi tắm xong thì lẩm bẩm nhỏ trong điện thoại, sao bãi tắm kia lại xảy ra chuyện nữa? Lòng tôi không khỏi nặng nề, cái gì gọi là lại xảy ra chuyện, chẳng lẽ chỗ này thường xuyên có du khách chết đuối sao? Vì thế tôi thừa lúc người đàn ông kia còn đang dây dưa với cặp đôi, nhanh chóng kéo ông chủ bãi tắm sang một bên, hỏi ông ta, trước kia chỗ này của ông có phải từng có chuyện gì hay không? Sắc mặt của ông chủ bãi tắm thay đổi, sau đó vội vàng phủ nhận, chưa, chưa từng xảy ra chuyện gì mà, cậu đừng nói bậy nhé, vậy sẽ ảnh hưởng tôi làm ăn đó tôi cười lạnh nói chỗ này làm ăn bắn tanh như vậy là do tôi ảnh hưởng hả ông yên tâm chúng tôi sẽ không bắt ông trả lại tiền chỉ cần ống ăn ngay nói thật hôm nay ông sẽ không sao bằng không ông có tin tôi làm chỗ này của ông phải đóng cửa ngay ngày mai hay không ông chủ bãi tắm do dự một lát rồi mới ấp a ấp úng nói cho tôi biết thật ra trước đây chỗ này đã từng xảy ra chuyện như vậy có mấy du khách chết đuối chẳng qua ông ta có thể bảo đảm đó đều là ngoài ý muốn còn về người đàn ông tục tằng kia gã tên lưu tam vốn là một ngư dân ở thôn gần đây sau đó địa phương bắt đầu khai thác du lịch gã mới bắt đầu cùng hai anh em của mình làm nghề chuyên giúp người ta vớt xác tôi lạnh giọng hỏi ông ta vậy gã giúp ông kiếm khách lại đây ông trích phần trăm cho gã bao nhiêu không ngờ ông chủ bãi tắm lại lắc đầu liên tục nói mình chẳng chia một đồng tiền bo nào cho bọn họ cả đến chính ông ta cũng không rõ vì sao thằng nhóc này lại có lòng tốt kiếm khách giúp ông ta. Tôi nhìn chầm chầm vào mắt của ông chủ bãi tắm, phát hiện nhất định là ông ta còn có chuyện gì chưa nói. Xem ra gã lưu tam chiếm cứ ở chỗ này không phải một ngày hai ngày, chỉ bằng mấy câu nói của khách du lịch từ ngoài đến như tôi, ông chủ bãi tắm sẽ không khai thật. Lúc này Bạch Kiện đi tới nói với tôi, cặp đôi xuống biển mất tích kia, nam tên Phương Tổ, nữ tên Lưu Nghiên đổi trên bờ này là bạn thân của bọn họ, Lý Nhã Tư và Đồng Kiến Phi, 110 của địa phương nói thế nào? Tôi bất đắc dĩ nói, bọn họ nói sẽ lập tức chạy tới, có điều họ cũng không có năng lực tìm người trên biển, cần phải liên hệ cứu hộ biển chuyên nghiệp của địa phương họ mới được. Bạch Kiền nhìn thoáng qua thời gian, hiện giờ đã là hơn 10 giờ tối, nếu hai người họ thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chờ đến khi nhân viên cứu hộ đến đây, các cũng lạnh rồi chương 1073. Nghĩ vậy nên Bạch Kiện bèn qua đó thảo luận với đồng kiến phi, thật sự không được thì để đám lưu tam xuống biển tìm người trước đi. Đồng kiến phi nghe xong cũng thẳng thắn lập tức nói với lưu tam, giờ anh xuống bốn biển tìm người liền đi, tìm được người rồi tôi sẽ lập tức chuyển khoản qua di động cho anh. Lưu Tam nghe xong bày vẻ mặt đã đạt được ý đồ và nói, được rồi, cậu ngó chừng đi đấy. Sau khi nói xong, gã móc di động ra gọi một cuộc điện thoại rất nhanh có hai người đàn ông gầy gò từ xa chạy tới nhìn mặt mũi rất giống lưu tam chắc đều là anh em của gã hai người kia chạy tới rồi cởi quần áo ra chỉ mặc độc một cái quần bơi xuống biển trên người không có thiết bị lặn xuống nước gì hết nhưng lúc này tôi lại nhìn thấy phía sau lưng hai anh em này đều có một hình xăm cổ quái hình vẽ kia nửa trên giống như một con khỉ nhưng nửa dưới lại giống như một con cá lớn tóm lại rất chi là kỳ quặc tuy rằng chúng tôi rất tò mò về hình xăm phía sau lưng của bọn họ nhưng lại đều không nhìn ra ý nghĩa gì nhưng viên mục giả thấy hình xăm kia sau lưng bọn họ lại sửng sốt sau đó sắc mặt lập tức âm trầm nói với tôi mấy tên này có vấn đề tất cả mọi người đều cẩn thận một chút chúng tôi nghe thể thì gắt gao nhìn chằm chằm lưu tam sợ gã sẽ lén lút làm chuyện gì đó nhưng chẳng được bao lâu một trong hai anh em của lưu tam nhô lên khỏi mặt biển nói một nam một nữ kia mắc kẹt ở đá ngầm bên kia có kéo lên không kéo lên một người một vạn tôi thầm nghĩ trong lòng đúng là kẻ nhận tiền không nhận người đồng kiến phi nghe được cũng không do dự vừa nhìn là biết điều kiện gia đình rất tốt cậu ta vội nói với lưu tam đều vớt cả hai người lên cho tôi tôi sẽ lập tức chuyển khoản cho các người lưu tam lập tức vẫy tay với người anh em dưới biển ý bảo hắn có thể bắt đầu làm việc bởi vì cách quá xa hơn nữa đối diện lại là biển rộng cuồn cuộn cho nên trong lúc nhất thời tôi thật sự không cảm nhận được xác của phương tổ và lưu nghiến rốt cuộc ở chỗ nào nhưng mà chú lê đột nhiên bấm đốt ngón tay một lúc rồi nói canh giờ bọn họ xuống biển không tốt chỉ sợ là sẽ xảy ra chuyện nghe thế tôi hừ lạnh yên tâm đi những người này đều là dân bớt xác chuyên nghiệp có thể nói là tính xác ăn tiền đấy nếu bọn họ dám làm nghề này tất nhiên là có cách đối phó nhưng chú lê lại lắc đầu nói chỉ mong là chú nghĩ nhiều đi khi mọi người ở đây đều nôn nóng chờ đợi ở trên bờ lại thấy người anh em của lưu tam vừa xuống nước lúc nãy đột nhiên về mặt hoảng sợ bơi từ dưới biển về lưu tam thấy thì mắng to sao đã quay về không phải bảo mày vớt người lên sao chị thấy thằng nhóc kia bày vẻ mặt kinh hãi nói anh tam chuyện không bình thường cho lắm bọn em không kéo được xác lưu tam nghe mà tức muốn học máu gã nói tào lao có cái gì mà không nhúc nhích được có phải bị lưới đánh cá gì đó cuốn lấy hay không sau khi gã nói xong thì ném một con dao trên người cho thằng nhóc kia tuy rằng dưới sự thúc giục không ngừng của lưu tam người anh em kia của gã vẫn quay xuống biển với vẻ mặt không tình nguyện nhưng mỗi bước đi lại là lưu luyến Thấy thế, chú Lê nói với Lưu Tam, hay bảo anh em của cậu trở về đi. Hiện tại canh giờ không tốt, đừng vì kiếm được mấy phần tiền mà ném hai mạng người. Lưu Tam nghe xong tức giận nói, lo hảo cái gì? Hai anh em của tôi đều là lãng lý bạch điều, đừng nói mặt biển không sóng không gió này. Trước kia dù là sóng gió dân khắp chung quanh, cũng ra biển vớt cầu gai như thường. Chú Lê không ngờ ý tốt của mình lại bị bóp méo, vẻ mặt lập tức không kìm được còn muốn cãi cọ với gã mấy câu tôi thấy thế liền giữ chặt chú lê nhẹ nhàng lắc đầu nói nước đổ đầu vịt bọn họ không nghe thì thôi kết quả đúng thật là đen sao chủ lê lại đoán trúng thằng nhóc vừa rồi xuống biển mãi vẫn không thấy lên lúc này lưu tam ở trên bờ cũng đã gấp đến đi vòng quanh thỉnh thoảng còn kêu gào với đồng kiển phi nếu hai anh em của tôi có xảy ra chuyện gì các người phải đền tiền đồng kiến phi lạnh lùng nhìn lưu tam một câu cũng không nói Thằng nhóc đồng kiến phi này vừa nhìn là biết nhà có tiền, nhưng không ngu ngốc, tình huống kiểu này chỉ là thỏa thuận bằng miệng, khó mà nói là có hiệu lực pháp lý hay không, cho nên cậu ta không cãi cọ với lưu tam ở đây. Hay thật, vốn có hai người mất tích, bây giờ lại biến thành bốn người. Cũng may 110 của địa phương cũng đã đưa đội nhân viên cứu hộ biển đến đây. Những người này nhìn là biết chuyên nghiệp hơn nhiều, bọn họ đều trang bị đầy đủ hết mới xuống biển tìm người nào giống hai anh em của Lưu Tam kia, cả người cũng chỉ có một cái quần bơi. Nhưng sau khi nhóm người này đến nơi, trên biển lại nổi lên sóng gió. Với tình hình này, yếu tố rủi ro khi xuống biển tìm người quá lớn, hơn nữa lúc trời tối, tầm nhìn cũng hạn chế, càng gia tăng đáng kể độ khó trong việc tìm kiếm. Cuối cùng không còn cách nào, mọi người chỉ có thể ở yên cho đến trời sáng. Nhưng cũng quái lạ, Lưu Tam vừa rồi còn dằn dai với đồng kiến phi đòi cậu ta đến tiền thì lúc này lại biến mất tiêu. Không phải gã tự mình xuống biển tìm anh em của gã chứ. Tôi nói với vẻ nghi ngờ. Chú Lê lắc đầu bảo, tên đó hả? Mặt không đủ hai lạng thịt, nhìn là biết người bạc tình cạn nghĩa. Sao có thể mạo hiểm xuống biển tìm anh em chứ? Chắc là gã nhìn thấy cảnh sát đến nên mới chạy. Xem ra trong lòng tên này có gian trá. Nếu không gã thấy cảnh sát việc gì phải chạy tôi nghe xong gật gù nói có lý lúc này tôi thấy cảnh sát đang lập biên bản với ông chủ bãi tắm lời lẽ như đang trách ông ta tại sao buổi tối còn cho du khách xuống biển bơi ông chủ bãi tắm cũng tỏ vẻ oan uổng tôi thật sự đã cảnh cáo bọn họ buổi tối đừng xuống biển rồi nhưng mà hai du khách kia đâu có nghe không tin chủ có thể hỏi thử những du khách khác tôi thật sự đã nhắc rồi mà cảnh sát nghe xong thì hỏi tiếp hai người xuống biển sau đó là thế nào không phải nói chỉ có hai du khách mất tích sao. Ông chủ bãi tắm ấp a à, ấp úng nói, hai, hai người xuống sau là anh em của Lưu Tam. Lưu Tam, ở đây còn có chuyện gì của Lưu Tam nữa? Người đâu? Cảnh sát lạnh giọng hỏi, xem ra gã Lưu Tam này đã là nhân vật rất có tiếng với cảnh sát rồi. Ông chủ bãi tắm bị hỏi thì sững sốt, sau đó vội nhìn ngó quanh quất, vừa rồi gã còn ở đây mà. Sao mới chốc lát đã không thấy người đâu? nếu giờ chỉ có thể chờ sóng gió bớt lại chúng tôi cũng không chờ ở bờ biển thể này mãi nữa vì vậy cả bọn bèn về phòng nghỉ ngơi trước trên đường tôi có hỏi chú lê một lần hai anh em của lưu tam kia có thể nào cũng đã xảy ra chuyện không chú lê tức giận nói còn có thể hay không thể gì đoán chừng đã sớm đến chỗ diêm vương báo tên rồi ngày hôm sau trời vừa sáng chúng tôi nghe bên ngoài có tiếng ồn ào Xem chừng đã có thể xuống biển tìm kiếm rồi. Vì vậy chúng tôi cũng thức dậy, ăn tạm bữa sáng, chuẩn bị đi ra ngoài xem có cần giúp đỡ hay không. Chương 1074. Tôi nghe Chiêu Tài cực kỳ khó chịu nói với lão Triệu, lần sau chúng ta tự mình đi chơi đi, đi theo bọn họ chẳng ngơi nghỉ được chút nào. Tôi âm thầm cười khổ, cũng chẳng trách sao Chiêu Tài phàn nàn lẽ nào là bởi vì khí chất độc đáo trên người chúng tôi cho nên mới đi đến đâu cũng gặp phải mấy chuyện kiểu này khi tôi đang miên man suy nghĩ thì nghe người bên ngoài kêu to tìm thấy hai người nghe thế chúng tôi vội vã chạy tới bờ biển nhìn thấy mấy nhân viên cứu hộ đang khiêng hai cái xác bơi về phía bờ bọn họ từ từ tới gần bờ biển tôi cũng đã cảm nhận được rõ ràng tàn hồn của một người chết trong đó nhưng bọn họ cũng không phải phương tổ và lưu nghiến mà là anh em của Lưu Tam đêm qua xuống biển đi tìm bọn họ, Lưu Mộc Căng và Lưu Mộc Khảm. Khi xác của hai người họ bị khiển lên trên bờ, tất cả mọi người ở đây đều ồ cả lên. Như lời nhân viên cứu hộ vừa rồi xuống biển nói, lúc ở dưới biển xích nữa bị xác hai người đó dọa chết. Chỉ thấy hai con hàng này đều trợn trừng mắt, bóp chặt lấy cổ đối phương, dù người đã chết vẫn quyết không buông tay. Vừa rồi lúc tìm thấy bọn họ dưới biển, nhân viên cứu hộ định bẻ tay bọn họ ra, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ bởi vì tay bọn họ bấu chặt cứng chỉ xem tình trạng của xác đúng là không rõ hai người họ rốt cuộc bị chết đuối hay là bị đối phương bóp chết tôi thấy đến giờ hai cái xác này vẫn ở tư thế bóp chặt cổ đối phương trong lòng rất khó hiểu không phải họ là anh em ư tại sao lại bóp cổ lẫn nhau ở dưới nước chứ bởi vì xác vẫn luôn bị cảnh sát bao vây nhóm chúng tôi chỉ có thể bị ngăn bên ngoài cho nên ký ức tàn hồn mà tôi cảm nhận được rất hạn chế trừ mấy đoạn ngắn lẻ tẻ ra không cảm nhận được gì nữa nhưng dù sao bây giờ chúng tôi cũng đang ở nơi khác tất nhiên bạch kiện cũng không thể bảo người ta nể mặt mũi anh ta hơn nữa trước đó chúng tôi cũng đã nói mặc kệ chuyện không liên quan đến mình nếu cảnh sát địa phương đã ra mặt vậy chắc hắn cũng không có việc của chúng tôi nữa tuy nhiên chú lê lại nói xác của phương tổ và lưu nghiên sẽ không dễ dàng tìm được đâu cái chết của họ hơi kỳ hoặc không biết rõ ràng hai người họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chỉ e rất khó tìm ra xác dưới biển lúc nhóm đồng kiến phi chơi với chúng tôi cũng biết thân phận của chú lê lúc này cậu ta nóng lòng tìm được xác của bạn nên cậy nhờ chú lê có thể giúp tìm kiếm hai người phương tổ và lưu nghiên giúp hay không chú lễ hơi khó xử nói không phải chúng tôi không muốn giúp chỉ là bây giờ cả xác chúng tôi cũng không thể tới gần cho nên căn bản không có cách nào giúp cậu. Đồng kiến phi nghe ra ý tứ trong lời nói của chú Lê, mắt sáng ngời nói, ý của đại sư có phải là chỉ cần có thể cho các người tới gần sát là có thể giúp tôi tìm được bạn của mình không? Chú Lê gật đầu đáp, nếu để chúng tôi xem xét kỹ xác, có lẽ sẽ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với bọn họ ở dưới biển. Sau đó, đồng kiến phi đi tìm cảnh sát phá án, đề xuất có thể để chúng tôi xem xét xác hay không lúc này cảnh sát địa phương đang chuẩn bị đưa xác của anh em họ lưu đi cho nên từ chối thẳng đồng kiến phi đồng kiến phi ngăn cản xe cảnh sát không cho đi sốt ruột nói với cảnh sát chúng tôi chỉ muốn xem xác một chút chỉ như vậy mới có thể tìm được bạn của tôi tôi bảo đảm chúng tôi sẽ không làm gì với xác đâu nhưng nếu anh không cho tôi xem tôi sẽ đi khiếu nại các anh tới quá muộn làm chậm trễ thời gian cứu hộ tốt nhất trên thực tế cảnh sát tới muộn cũng không thể trách họ. Rốt cuộc đường xá ở chỗ này không thuận tiện, hơn nữa bọn họ lại không phải nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp. Tuy nhiên lời thì nói thế thôi, nhưng nếu có người khiếu nại thì họ cũng không yên ổn, cho nên cảnh sát kia nghe đồng kiến phi nói xong, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tiếp đó anh ta đồng ý có thể cho chúng tôi 15 phút xem xét, nhiều hơn nữa sẽ chậm trễ thời gian trở về. Tôi nghe thể thì ra hiệu bằng mắt cho đồng kiến phi, nói cho cậu ta 15 phút đã đủ rồi. Khi tôi nhìn thấy Lưu Mộc Căng và Lưu Mộc Khảm một lần nữa, bọn họ vẫn còn duy trì tư thế lúc lên bờ, phỏng chừng kiểu gì cũng phải chờ cái xác hết cương cứng, hai con hàng này mới có thể buông tay nhau ra. Cùng lúc đó, ký ức khi còn sống của Lưu Mộc Khảm ùa vào trong đầu tôi, nhưng điều khiển tối trăm triệu lần không ngờ tới là ba anh em họ Lưu này lại làm ra hành động đen tối hiểm độc như vậy. Trong trí nhớ của Lưu Mộc Khảm, Thời trẻ bọn họ đều kiếm ăn dưới biển, tuy kiếm được không ít nhưng cũng đích thực là vất vả. Sau đó, ngành du lịch địa phương lục tục bắt đầu phát triển, bọn họ đỏ mắt với những người kiếm được món tiền lớn dựa vào ngành này. Suy cho cùng, so sánh với những người kia, bản thân xuống biển bắt hải sản thật sự là quá vất vả. Vì thế ba anh em họ cũng học người khác tự mình mở trang trại, nhưng vì không biết cách kinh doanh, cuối cùng ném đi hết tiền đầu tư của cả ba người. Khi ba người hết đường xoay sở, đột nhiên có một bãi tắm xảy ra chuyện. Một bé trai 13 tuổi bị sóng đánh vào vùng biển sâu, nhưng vì khu vực kia sóng to gió lớn, cho nên không ai dám đi. Cha của đứa bé đưa ra thù lao 10.000 nhân dân tệ, chỉ cần có ai đến vùng biển sâu đưa con trai mình về là được. Vì thế đám lưu tam thấy tiền sáng mắt, xung phong nhận việc. Đương nhiên ba anh em họ không chỉ biết bơi, dựa vào bản lĩnh nắm mây bắt gió dưới biển thời trẻ họ nhanh chóng tìm được bé trai đó, nhưng vì cứu chậm nên bé trai đã chết đuối. cha mẹ đứa trẻ hết sức đau buồn, nhưng vẫn trả cho bọn họ 10.000 tệ đã hứa hẹn trước đó cho lưu tam. suy cho cùng, tốt xấu gì người ta cũng coi như đã tìm được xác của con trai về rồi. cũng bắt đầu từ khi đó ba bọn chúng đã nhận ra một cơ hội làm ăn, đó chính là kiếm tiền từ người chết. như vậy nhanh có tiền, xuống biển là có thể kiếm được 10.000. 20 ngàn, không phải ngon hơn cặm cụi vật lộn nhiều sao. Nhưng chuyện như thế sao mà mỗi ngày đều có được. Cho dù là vào mùa du lịch cao điểm, một tháng cũng không gặp một vụ. Cuối cùng ba anh em này nghĩ ra một kế bẩn để kiếm tiền. Đó là trước tiên mai phục ở dưới biển, nhìn thấy du khách đến gần vùng biển sâu, bọn chúng kéo người xuống dìm chết dưới biển sâu, sau đó lại giấu tạm ở đá ngầm gần đó, chờ khi có người bỏ tiền ra để tìm xác bọn họ lại đến lấy xác đi về sau mỗi tháng bọn chúng để làm như vậy một hai lần thời gian dài vùng biển ở khu vực này lan truyền tin đồn đáng sợ có ma da kéo chân người thế cho nên một số khách du lịch địa phương không dám đến chơi sau đó một số bãi biển có quy mô lớn đã đầu tư dựng một lớp lưới dưới biển có thể ngăn khách du lịch vô tình bơi ra vùng biển sâu bởi vậy một số hướng dẫn viên du lịch biết tình hình sẽ đưa khách du lịch đến bãi tắm như vậy để chơi cũng chính là bãi tắm đông người mà chúng tôi tới đầu tiên. Chương 1075. Khách lẻ giống như chúng tôi, lại không phải người địa phương, tất nhiên không biết chuyện này, cho nên mới bị Lưu Tam lừa tới đây. Nhờ trước đó có sự nhắc nhở của ông chủ bãi tắm, cho nên những người bơi không tốt như chúng tôi không dám xuống nước sau khi trời tối. Tuy nhiên, Phương Tổ và Lưu Nghiên đều trong đội bơi ở trường đại học, khá tự tin về khả năng bơi lội của bản thân bởi vậy mới không nghe lời khuyên mà ra biển bơi đêm. Nhưng bọn họ nào biết đâu rằng, bên dưới làng nước tối tăm kia, đang có hai đối mặt ác độc đang nhìn chầm chầm bọn họ, chỉ chờ sau khi họ xuống biển sẽ kéo họ xuống tận lòng biển sâu. Kết quả khi hai người họ bơi tới vùng nước sâu, Lưu Mộc Căng và Lưu Mộc Khảm đã chờ trong nước từ sớm nhìn thấy họ bơi lại, lập tức lặng lẽ tới gần họ từ dưới nước. Cho dù hai người phương Lưu có bơi giỏi cũng không qua được anh em nhà họ Lưu từ nhỏ đã kiểm ăn dưới biển. Phát hiện có người kéo chân mình, hai người đã giải dụa một khoảng thời gian ngắn, nhưng con người vào lúc hoảng loạn thường không thể đưa ra phán đoán chính xác. Tối lửa tắt đèn thể này, đột nhiên có người kéo chân của mình dưới biển. Kể cả người không tin quỷ thần cũng sẽ cho rằng đây là ma ra kéo mình. Vì thế hai người họ nhanh chóng bị anh em nhà họ lưu dìm chết trong nước rồi đem xác phương tổ và lưu nghiên giấu ở một chỗ đá ngầm mà chúng thường giấu xác sau đó lén lút lên bờ chờ anh tam của chúng gọi điện thoại khi nhận được điện thoại của lưu tam bọn chúng cũng vừa mới lên bờ không lâu nhưng vì lúc ấy sắc trời rất tối cho nên chúng tôi đều không nhìn ra đầu tóc chúng vẫn còn ướt tiếp đó lưu mộc căng và lưu mộc khảm làm bộ đã tìm được xác hai người phương lưu rồi lại xuống nước lần nữa đến chỗ đá ngắm dấu xác trước đó nhưng chúng phát hiện hai cái xác bị đặt trên đó không thấy đâu. Hai anh em nhà họ lưu tìm vài vòng quanh đá ngầm, nhưng vẫn không thấy xác của hai người phương, lưu. Tuy nhiên, khi đó sóng biển vẫn chưa đủ để cuốn được xác trên đá ngầm đi, chẳng lẽ là bị người khác hất tay trên. Nhưng ở vùng này, trừ ba anh em họ ra, không có ai khác kiểm bát cơm bằng nghề này, không thể nào có người hất tay trên được, hay là được người khác cứu đi rồi nhưng như vậy cũng không có khả năng, người đều đã chết hẳn, còn có thể được ai cứu đi chứ. Khi cả hai nghĩ nắc óc cũng không ra, Lưu Mộc Căng đột nhiên nhìn thấy trên một tảng đá ngầm dưới nước hình như có cái gì đó. Vì thế bèn lặn xuống nước kiểm tra tình hình. Tuy nhiên vào lúc này, Lưu Mộc Khảm đứng trên tảng đá ngầm trên biển, đột nhiên nhìn thấy thứ ở dưới nước hình như đang di chuyển. Lưu Mộc Căng lặn xuống thì phát hiện, xác của hai người phương, Lưu Bị dựng thẳng đứng bên cạnh đá ngầm, hắn bơi một vòng quanh sát hai người, không thấy có thứ gì trói buộc bọn họ, nhưng mà mặc cho sóng biển mạnh như thế nào, xác vẫn ở trong nước không chút di động. Lúc này Lưu Mộc Khảm ở bên trên cảm thấy hơi khác thường, nên bảo anh tư của hắn đi lên trước, hắn phải về bờ tìm anh Tam thương lượng cái đã, xem thử tình hình này nên làm gì bây giờ. Kết quả khi Lưu Mộc Khảm bơi về bờ, lại thấy chúng tôi cũng ở đó cho nên cũng không nói ra miệng. Lúc này Lưu Tam lại thúc giục bọn chúng nhanh lên, vì thể hắn cắn răng quay về dưới biển, nghĩ thầm mặc kệ bình thường hay không bình thường, trước cứ vớt xác lên rồi nói sau. Nhưng chờ Lưu Mộc Khảm bài trở lại, nhìn thấy dưới nước chỉ còn lại có một mình Lưu Mộc Căng, vì thế hắn vội lặn xuống muốn xem thử là chuyện như thế nào. Tuy nhiên vào ngay lúc này, Lưu Mộc Căng đột nhiên duỗi tay bóp chặt lấy cổ Lưu Mộc Khảm, đến khi bóp chết hắn ở dưới nước cũng không biết tại sao, mặc dù xác của Lưu Mộc Căng và Lưu Mộc Khảm đều đã được vớt lên, nhưng tôi lại chỉ có thể cảm nhận được tàn hồn của Lưu Mộc Khảm, còn Lưu Mộc Căng không biết đã chạy đi chỗ nào rồi. 15 phút qua rất nhanh, xác của hai anh em nhà họ Lưu đã bị kéo đi. Khi tôi kể lại tình hình mình thấy cho chú Lê, chị thấy chú ấy nhíu chặt mày nói, có một người không có tàn hồn. Tôi gật đầu, đúng vậy, chỉ có của Lưu Mộc Khảm không có của lưu mộc căng vậy chỉ e là phiền phức rồi trước đó chú đã nói ngày hôm qua không ổn bây giờ xem ra phương tổ và lưu Nghiên kia chết oan hơn nữa hai người lại là một cặp đôi chỉ sợ đã hóa thành sóng mái song sát tôi nghe xong thì không nhịn được muốn cười sóng mái song sát chú nói đến mai siêu phong sao cút đi ai nói đùa với cháu chủ lê tức giận nói tiếp theo chú ấy giảng cho tôi biết sóng mái song sát rốt cuộc là cái thứ gì. Hóa ra sóng mái song sát này chính là sát do một nam một nữ cùng chết hóa thành, bởi vì tâm ý của họ tương thông, hơn nữa oán khí sau khi chết oan sâu đậm, thật sự là vô cùng hung hãn. Tôi hỏi lại chú Lê, chẳng lẽ không có cách nào phá giải sao? Chú Lê lắc đầu đáp, dù sao nếu gặp phải tình huống này, tuyệt đối không thể cứng đối cứng. Nếu chú nói trúng thật chỉ sợ về sau vùng này đừng hồng được yên ổn. Không nghiêm trọng như vậy chứ? Lúc trước ở đây không phải cũng đã ồn ào vụ ma ra sao, nhưng mọi người vẫn tới như thường, chỉ cần không đến chỗ nào ít người hoặc là sau khi trời tối không xuống biển là được rồi ư? Tôi nhúng vai nói. Nhưng chú Lê lại nói với vẻ mặt nghiêm túc, trước kia là giả, cháu cũng nói đó là đám lưu tam giả ma gia kéo người trong biển, nhưng bây giờ khác, nếu chúng ta mặc kệ không biết sẽ còn chết bao nhiêu người nữa đây. Tôi cũng rất bất đắc dĩ, muốn lo thì không đủ lực, mặc kệ lại sợ sẽ hại chết người vô tội, nên làm thế nào đây? Chú Lê thấy tôi vò đầu bứt tai, bèn nói nhỏ vào tai tôi, nếu không gọi chú họ cháu đến. Tôi vừa nghe thể lập tức lắc đầu, chú cũng dám nghĩ đến hả, chú ấy là rồng thần thấy đầu không thấy đuổi. Nếu không phải cháu xảy ra chuyện gì, khó mà mời được chú ấy chú lê nghe thể cũng không nói nữa chỉ thấy chú khoanh tay suy nghĩ một lát đột nhiên nhìn thoáng qua viên mục giả với ánh mắt không có ý tốt nhìn đến mức tiểu viên dựng tóc gáy cuối cùng tôi không đứng xem được nữa bèn hỏi chú lê chú nhìn cậu ta làm gì hả chú có ý gì cứ nói ra xem chú lê cười ha hả đáp nếu cháu nói với chú họ cháu chỗ chúng ta có một con dao vô cùng lợi hại tuyệt đối có thể so sánh với thanh thiên nhân trảm còn chưa luyện thành của ông ấy cháu nói ông ấy có tới hay không lúc này tôi mới bừng tỉnh hóa ra chú lê nhắm vào hung khí giết người lần trước viên mục giả lấy về cũng chính là con dao găm giết người của ngũ hân làm từ vỏ đạn đại bác kia lúc này tôi nhìn về phía viên mục giả và nói con dao găm kia của cậu còn đó chứ viên mục giả đáp mà hơi không rõ nguyên do còn chứ đang để ở nhà Bây giờ âm khí trên món đồ đó vẫn còn rất nặng, tôi đang dùng bùa để trấn đấy. Tôi nghe xong gật đầu hỏi cậu ta, vậy cậu rất thích con dao găm đó hả? Chương 1076, biên mục giả thành khẩn lắc đầu, không thích đâu, sát khí nặng lắm. Chẳng qua tôi sợ sát khí của nó nặng quá, ảnh hưởng đến người khác nên mới bảo anh bạch cho cầm về. Bản thân tôi cũng không thích mấy thứ này. Nghe thế, tôi cười với cậu ta, vậy là được rồi. Vậy nếu tôi tìm được một chốn tốt, không để trở thành vũ khí hại người, cậu có đồng ý đưa tôi không? Viên mục giả suy nghĩ một chút, đương nhiên đồng ý rồi. Nếu vậy thì tốt quá. Thật chẳng giấu gì, sát khí trên dao găm và âm khí trên người tiểu lỗi không hợp nhau, làm tiểu lỗi thỉnh thoảng phát điên. Tôi đang đau đầu không biết phải cho con dao này đi đâu đây. Nếu anh nói tìm được nơi cho nó thật, tôi đương nhiên sẵn lòng đưa rồi. Tôi vỗ đùi đen đét, vậy tốt quá. Có con dao găm này dụ dỗ, chắc chắn chú họ sẽ đến. Chú họ anh có thể trấn được sát khí của con dao găm đó à? Viên mục giả ngờ vực hỏi. Tôi gật đầu, đương nhiên rồi. Chủ ấy là cao thủ, bình thường khó mời lắm. So với chú Lê thì sao? Viên mục giả hạ giọng hỏi. Tôi cười hình hệt, không cùng một cấp bậc nhé chủ họ cũng bất ngờ khi nhận điện thoại của tôi ban đầu chú còn tưởng tôi gặp nguy hiểm khi nghe tôi nói đi chơi ở biển gặp một đôi yêu nhau hóa thành sóng mái song sát chú cảnh cáo tối đừng lo chuyện bao đồng thứ kia rất ghê gớm tôi vừa đề cập đến con dao găm của viện mục giả chú họ nghe xong rất hứng thú hỏi chi tiết về con dao tôi tranh thủ rèn sắt khi còn nóng hay chú đến đây xem đi tiện thể giúp cháu xử lý đối sóng mái xong sát kia. Chú họ tức giận, thằng nhóc này định lừa chú đấy à. Dao găm có thật hay không đấy? Tôi cười hề hề, đương nhiên có thật rồi. Có điều dao ở chỗ nhà bạn của cháu. Giờ chú đến giúp bạn cháu giải quyết hai con ma da, sau đó chúng ta lái xe về lấy dao. Ok. Chú họ suy nghĩ một chút rồi nói, được rồi, tầm chiều là chủ có thể. Tôi hào hứng, tốt quá chú đến rồi cháu mời chú ăn hải sản no nê chú họ đến được làm tôi thấy yên tâm coi như chúng tôi chính thức nhận mối làm ăn này người ủy thác đã thay đổi từ đồng kiến phi thành cha mẹ của phương tổ và lưu nghiên do chuyện đêm qua đồng kiến phi gọi điện thoại cho cha mẹ hai người bạn để bọn họ đến nhanh đến giờ nhân viên tìm kiếm vẫn chỉ tìm được xác anh em nhà họ lưu còn chưa thấy của phương tổ và lưu nghiên sáng sớm hôm nay cha mẹ Phương Tổ và Lưu Nghiền đến, nghe Đồng Kiến Phi kể lại cặn kẽ mọi chi tiết. Nghe nói có chú Lê là đại sư ở hiện trường, bọn họ lập tức gõ cửa phòng chúng tôi. Chú Lê gặp bốn người bọn họ thì khánh sáo vài câu rồi nói thật, cái chết của hai cháu hơi bất thường, nhất là khi xảy ra chuyện, không ai trong chúng tôi nghĩ rằng họ gặp nạn. Sau đó có một gã tên Lưu Tam xuất hiện, nói mình có thể giúp tìm xác vì vậy mới dẫn đến chuyện hai anh em họ lưu chết đuối cha phương tổ suy nghĩ một chút ý ông nói là gã lưu tam đó có liên quan đến cái chết của hai cháu chú lê gật đầu chúng tôi cũng chỉ nghi ngờ thôi nhưng từ lúc xảy ra chuyện đến giờ lưu tam vẫn mất tích không đoái hoài đến hai người em đã chết của mình thế có phải là gã có vấn đề gì không cha phương tổ bức xúc tại sao cảnh sát không bắt tên lưu tam đó chú lê nhăn nhó chỉ là chúng tôi đoán thôi. Cảnh sát không tin đâu, trừ phi tìm được xác hai cháu, may ra họ tìm được dấu vết gì. Mẹ của Phương Tổ và Lưu Nghiên cùng òa khóc, ai lại không thương con mình. Không những thế, chưa tìm được xác, lại còn có thể bị người hại chết. Nào ai chịu nổi cơ chứ? Chú Lê An ủi bọn họ vài câu, hứa hẹn nhất định sẽ tìm được xác hai người. Nhưng giờ điều chúng tôi có thể làm chỉ là đợi chú họ đến. Tối qua, viên mục giả đã để viên lỗi đi loanh quanh hỏi thăm du hồn nhưng bọn họ đều nói họ không phải ma gia nên không biết chuyện dưới biển chúng tôi vẫn nhớ hình xăm kỳ lạ sau lưng lưu mộc căng và lựu mộc khảm trong trí nhớ của lựu mộc khảm có nhắc đến nguồn gốc hình xăm nhưng chỉ nói rằng lưu tam gọi đi xăm để đảm bảo bình an còn xăm gì hắn cũng không rõ có điều viên mục giả lại nói hình xăm đó là tà thần nam dương nào đấy không hề đảm bảo bình an gọi là chiều họa thì may ra không biết lưu tam nghe ai nói nữa chú lê cũng nói đó là thứ tà môn nhưng lưu tam tìm đầu ra người vẽ tà thần thứ này rất ít được chú ý không phải người hiểu biết thì không vẽ được xem ra có vài vấn đề phải gặp lưu tạm mới giải thích được nhưng giờ gã chắc chắn không dám thò đầu ra phải làm gã tự thò đầu ra mới tìm được cuối cùng chú lê gợi ý một cách cho cha mẹ phương tổ và lưu nghiên tung tin tức nói mình muốn bồi thường cho anh em nhà họ Lưu đã định cứu con mình. Lưu Tam mở mắt vì tiền chắc sẽ xuất hiện. Nhìn hai nhà này là biết không thiếu tiền. Bọn họ truyền tin đồn, nói muốn bồi thường cho anh em nhà họ Lưu 50 vạn tệ. Tôi không tin tên Lưu Tam không đồng lòng. Sậm tối, chú họ đến nơi. Nhìn chú mệt mỏi đẩy cửa vào, tôi thấy hơi ngại ngần. Không phải tôi không biết tình hình của chú, tôi không giúp được gì còn làm chú loạn thêm. Tôi bảo ông chủ bãi tắm chuẩn bị một bữa tiệc hải sản phong phú để chào đón chú họ, đồng thời thuật lại chi tiết tình hình cho chú. Khi nghe tả đến hình xăm sau lưng Lưu Mộc Căng và Lưu Mộc Khảm, chú họ nhíu mày, sao bọn họ lại biết tà thần này? Tôi nhún vai, cháu chịu thôi. Trong trí nhớ của Lưu Mộc Khảm, Lưu Tam bảo bọn họ đi xăm, cho nên Lưu Tam sẽ biết nguồn gốc. Chương 1077 Sau khi no nê, chú họ hỏi viên mục giả tiểu quỷ này là gì của cậu? Người trong nghề cả, viên mục giả không ngại ngần kể cho chú họ đây là em trai mình, chết lúc 6 tuổi. Vì tình cảm hai anh em tốt đẹp nên cậu ta giữ cậu em bên người. Mỗi nhà mỗi cảnh, chú họ nghe xong không hỏi thêm, đổi chủ đề, con dao ở chỗ cậu. Viên mục giả thành thật, vâng, con dao kia nặng tà tính, cháu sợ đặt nó ở phòng vật chứng sẽ có chuyện nên cầm về nhà trấn bằng phù dù vậy em trai cháu vẫn bị nó ảnh hưởng tính tình trở nên thô bạo chủ họ có vẻ hưng phấn không sao không sao tôi thích thu phục những thứ như thế chuyện ở đây xong tôi về lấy dao găm chỗ cậu trước đó tôi đã nói trước với viên mục giả nên cậu ta cũng thoải mái để chú họ lấy dao vui vẻ đồng ý chú họ bấm đốt ngón tay quay sang nói với chú lê cũng đến lúc rồi ra bờ biển nhìn xem sao sau 12 giờ đêm, chúng tôi ra bãi biển xảy ra chuyện. Chú họ đứng một lúc, sau đó lấy nhang và vàng mã đã chuẩn bị sẵn đốt bên bờ biển. Vàng mã cháy rụi cũng là lúc gió lạnh bắt đầu thổi u ù ám khí xung quanh càng lúc càng nặng. Tôi thấy những cái bóng bước từ dưới biển lên. Đó hẳn là oan hồn những người bị ba anh em lưu tam hại chết nhiều năm nay. Những oan hồn lững lờ bay lên bờ nhưng không thể thoát khỏi nước biển dưới chân tất cả dập dềnh theo sóng biển ra sức hít hà mùi hương trong không khí có người nói trong các loại hồn ma ma da là khổ nhất ma da chết giữa biển lại là loại thảm nhất bọn họ cả ngày phải lang thang giữa biển cả minh mang ban ngày phơi nắng chịu gió không có nổi một nơi trú thân cả ngày chịu đựng dày vò những bông hồn bị chết đuối trên biển cũng khó tìm thể thân nên họ cũng đành chịu đựng khổ sở trên biển khơi sau đó tiêu vong theo thời gian họ cũng không thể hưởng nhang đèn cúng bái nên khi chú họ đốt đồ có lẽ tất cả các du hồn trong biển quanh đây đều xuất hiện chúng tôi không thấy phương tổ và lưu nghiêng trong những du hồn này loài ma mới như bọn họ đáng ra mới dễ triệu hồi bọn họ mới chỉ chết trong thời gian ngắn thậm chí có lẽ còn chưa biết mình đã chết viên lội thấy một đám vong hồn đột nhiên xuất hiện từ từ lại gần so với đám ma quỷ mặt mày nhợt nhạt thân thể trương phình viên lỗi nhìn vẫn còn đáng yêu chán vì cùng là vong hồn chết dưới nước viên lỗi cũng đồng cảm với nỗi khổ của bọn họ nhờ mình cách đặc biệt của viện mục giả mà cậu ta không bị giữ trong nước không thì sẽ phải chịu khổ dưới nước như bọn họ cuối cùng biến mất tôi thấy viên lỗi nói chuyện với bọn họ tiếng sóng biển quá to chúng tôi chỉ có thể thấy miệng họ mở ra khép vào dưới ánh trăng còn nội dung câu chuyện thì phải chờ viên lỗi quay lại mới biết Gió biển ào ào, hương tàn chống tắt. Những du hồn phiêu đảng cũng dần dần chìm vào biển khơi. Lúc này, biên lỗi chạy về cạnh anh trai, hình như bọn họ rất sợ. Họ nói quanh đây có hai thứ lợi hại, không giống bọn họ lắm. Nghe tiểu quỷ nói, mọi người cảm thấy nặng nề hẳn. Du hồn đã chết rồi còn phải sợ gì chứ? Chẳng nhẹ đúng như chú Lê nói, phương tổ và lưu nghiên đã thành sát. Đúng lúc này, giữa đám vong hồn, một bóng hình quen thuộc xuất hiện, hắn trốn sau đám ma quỷ, lén lút hít khói hương. khi các con ma khác đi, chúng tôi mới thấy hắn. tôi đưa tay chỉ, kia chẳng phải Lưu Mộc Khảm sao? chú họ muốn cầu hôn của Lưu Mộc Khảm nhưng thử mãi không được, cuối cùng đành chịu, hồn phách người này không hoàn thiện. hiện giờ chúng ta chỉ thấy được một hồn một phách của hắn, còn lại chắc bị ăn mất rồi. sát có thể ăn quỷ hồn, tôi giật mình chú họ lắc đầu sát lâu năm có thể ăn được du hồn nhưng phương tổ và lưu nghiên mới chết trong thời gian ngắn đã hóa sát thì hiếm thấy giờ chú cũng không dám chắc họ đã hóa thành gì chú họ nhìn mặt biển đen như mực im lặng trong chốc lát rồi đột nhiên quay lại nói với viện mục giả và bạch kiện sáng mai tôi muốn xem hai cái xác chết chìm kia bạch kiện cảm thấy hơi khó nhưng vẫn gật đầu được mai cháu hỏi cảnh sát địa phương thử xem sáng sớm hôm sau tôi đưa lão Triệu và Chiêu Tài vào bãi tắm để họ ăn chơi nhưng vẫn dặn không được xuống nước. Mấy người chúng tôi lái xe hơn 20 cây số đến trụ sở công an địa phương để xem xét Lưu Mộc Căng và Lưu Mộc Khám. Thật ra Bạch Kiện không quen ai ở đây cả nhưng may mà anh ta vẫn mang theo giấy tờ tùy thân, cũng nói rõ chúng tôi là người chứng kiến hiện trường vụ án hôm đó. Cảnh sát địa phương chưa từng gặp Bạch Kiện nhưng đã từng nghe tên. Dù sao đây cũng là nhân vật lợi hại nổi danh toàn tỉnh, đột nhiên xuất hiện ở nơi nhỏ nhoi này giúp họ phá án, họ cầu còn chẳng được. Bạch Kiện không đòi hỏi gì nhiều, chỉ nói muốn xem hai xác chết và kết quả khám nghiệm tử thi. Đây không phải là địa bàn của Bạch Kiện, chúng tôi không thể vào theo anh ta. Cuối cùng, biên mục giả và Bạch Kiện dẫn chú họ vào phòng pháp y, đang đúng lúc kiểm tra xác chết của Lưu Mộc Khảm nên khi bọn họ đi ra, nhìn vẻ mặt rất tươi tỉnh. viên mục giả nói với chúng tôi, xác của anh em nhà họ Lưu có vấn đề, hơi khác lúc dưới biển. Tôi nghi ngờ hỏi, khác chỗ nào? Ngâm nước nên bị phù. Viên mục giả lắc đầu, trước khi vớt lên bờ, chúng ta vẫn luôn chú ý vào tự thể của họ nên không để ý người. Vừa rồi tôi vào xem, thấy hình xăm sau lưng họ biến mất rồi. Chương 1078. Sao lại như thế? Đó là hình xăm khắc hẳn vào da đâu phải xăm dáng mà ngâm nước xong đã biến mất. Tôi giật mình. Bạch Kiện và chú họ cũng xác nhận lời của viện mục giả. Bạch Kiện nói, chúng tôi không biết chuyện này là thế nào, nhưng giờ đúng là sau lưng họ không có hình nào cả. Vừa rồi tôi còn hỏi Pháp Y rằng hình xăm có thể biến mất vì ngâm nước quá dài không? Pháp Y cũng bảo rằng không thể. Tôi không hiểu, chẳng nhẹ chúng lại tự bò đi được. Không ngờ chú họ lại gật đầu, đừng nói không chúng có thể tự bò đi thật đấy tuy chú chưa từng thấy hình xăm đó nhưng nghe mọi người miêu tả đó hẳn là loại tà thần mà ngư dân nam dương ngày xưa thờ phụng chú họ cũng nói rằng loại tà thần này không phân biệt tốt xấu năm đó ở nam dương có vài ngư dân e sợ tà thần này để không bị hại họ đã sử dụng những kẻ phạm tội để làm vật tế sống phương thức tế sống của họ chính là xăm hình tà thần lên lưng những người này sau đó cho họ lên thuyền ba lá vào buổi tối, chèo ra giữa biển. Hôm sau, khi thuyền trôi lại về bờ, người trên thuyền đã chết từ lâu, vết xăm tà thần trên lưng cũng biến mất. Làm như vậy, ngư dân sẽ biết là hồn phách đã bị ăn mất, chứng tỏ tà thần tiếp nhận vật hiển tệ của bọn họ, không quay lại quấy rầy đám người đánh cá nữa. Sau này khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển, kỹ thuật đánh cá của ngư dân cũng không còn lạc hậu như trước, thực hiện cơ giới hóa không còn ai theo tập tục tế sống người cho tà thần trên biển nghe chú họ nói xong tôi chợt hiểu ra nói cách khác ai xăm hình này người đó chết nói chính xác thì xăm hình này mà xuống biển buổi tối mới chết chú họ u ám nói tôi lại không hiểu nếu nguyên nhân chết của họ là hình xăm tà thần sau lưng tại sao bây giờ vẫn chưa tìm thấy xác của phương tổ và lưu nghiên chú lê than thở chắc lâu lắm rồi không có ai tế loại tà thần này nên một khi chúng nó được mời ra thì sẽ không muốn lại trở về biển đâu. Sát phương tổ và lưu nghiêng lại vừa khéo là nơi chúng nó ở nhờ. Muốn tìm họ không dễ, trừ phi triệu hoán tà thần. Tôi lắc đầu quay quậy, sao mà thể được? Không nói đến việc chúng ta không nắm rõ hình ảnh bức vẽ tà thần, mà có biết thì ai lại là người đi triệu hoán. Chú họ nghĩ một lúc, lưu tam. Nếu chú đoán không nhầm, ba anh em họ nhất định bị người ta tính kể dù là ai thì chờ lưu tam xuất hiện mới biết được chú họ nói đúng trong trí nhớ của lưu mộc khảm lưu tam dẫn họ đi xăm hơn nữa chính lưu tam cũng xăm đương nhiên lưu tam không biết đây là cái gì chắc chắn có người đã lừa họ rằng hình xăm này có thể bảo đảm bình an người như thể có thể là ai khi chúng tôi đang nghi ngờ không biết ai lừa lưu tam để xăm tà thần lên lưng ba anh em họ Cha mẹ người chết gọi đến báo Lưu Tam xuất hiện. Tôi thầm nghĩ, hay lắm, đúng là cần tiền không cần mạng. Chẳng qua nếu nhìn từ phía Lưu Tam, chắc chắn sẽ không ngờ chúng tôi đã biết chuyện xấu xa ba anh em đã làm. Chúng tôi lái xe ra bãi tắm đúng lúc thấy Lưu Tam đang phàn nàn rằng mình gặp khó khăn thế nào, hai người thân duy nhất trên đời này đã chết hết. Cha mẹ Phương Tổ và Lưu Nghiện sớm biết đây là kẻ hại chết con mình nên chỉ lạnh lùng nhìn gã diễn trò. Tôi thật sự khâm phục sự kiên nhẫn của họ. Nếu đó là tôi, hẳn tôi đã xé xác gã. Lưu Tam thấy chúng tôi ở đó thì sầm mặt. Tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Ôi, sao anh lại quay lại? Khi hai anh em của anh có chuyện, anh bỏ chạy cơ mà. Mặt Lưu Tam lúc trắng lúc xanh, nhưng gã vẫn già mồm cãi láo. Tôi, tôi đi gọi người cứu bọn họ. Chính là thế, tôi là về gọi người. Tôi tức giận nói, anh quay về tìm người cứu mất một ngày một đêm anh em của anh đã chết thì đừng bắt nhà người ta phải bồi thường đây rõ ràng là trách nhiệm của anh mà lưu tam vừa thấy tôi không muốn để gã nhận tiền bồi thường lập tức trở nên đùng đùng sát khí này cậu trẻ con đừng xen vào việc người khác chưa từng nghe chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng hả tối cười gằn mấy chuyện bẩn thỉu ba anh em anh làm còn tưởng người khác không biết à có điều tôi không nghĩ ra về lý mà nói, ba người các anh làm chuyện giết người cướp của thì chẳng sợ quỷ thần. Thế sao lại đi xăm hình tà thần lên lưng? Lưu Tam biện sắc, định bỏ chạy. Bạch Kiện và viên mục giả không phải kẻ vô dụng. Hà gã đo đất không cục cựa được. Lưu Tam vừa bắt đầu gào khóc kêu cứu mạng thì tôi trợn mắt dọa, kêu nửa đi, ném anh vào biển, để anh ăn bữa cơm đoàn viên khó kiệm với Lưu mộc căng, lưu mộc khảm. Tôi vừa nói, Lưu Tam lập tức ngậm miệng, đúng là đối phó với lũ này không thể nói đạo lý. Chú họ thấy Lưu Tam im mồm thì ra kéo áo gã lên. Lưng Lưu Tam có hình một con quái vật mặt xanh nanh vàng. Lần trước nhìn hình xăm trên lưng hai người em kia, trời đang tối nên không rõ lắm. Lúc này thấy hình trên lưng Lưu Tam y hệt quỷ già dạ xoa đáng sợ từ địa ngục ra, không nghĩ nổi vì sao Lưu Tam lại dễ dàng tin rằng thứ này sẽ đảm bảo bình an cho mình. Lúc này Chú Lê chật hạ giọng nói với gã, biết vì sao hai anh em của cậu chết không? Bọn họ bị thứ sau lưng này ăn hồn phách nên chết. Không thể nào. Không thể nào. Đại tiên nói đây là vị thần bảo vệ bình an cho chúng tôi. Đại tiên nói xăm thứ này thì không sợ ác quỷ nữa. Lưu Tam hốt hoảng nói. Chương 1079. Chú Lê nghe xong buồn cười nói. Chú em moi đại tiên từ xó nào ra đấy? Nói cho chú em biết chú em không nói thật thì sớm muộn gì cũng có kết cục như hai thằng kia thôi nhưng lưu tam lại nhiều tội quá gã biết mình phạm tội chết cứ thể nói thật thì sẽ bị tử hình dù sao cũng là chết cắn răng không nói vẫn hơn chú họ thấy lời chú lê không có ích thì hạ giọng nói thầm bên tai gã mấy câu lưu tam sầm mặt cứ như cha vừa chết chú họ bảo chú chỉ bảo lưu tam rằng nếu gã có liên quan đến cái chết của lưu mộc căng và lưu mộc khảm hai con ma chết oan này sẽ tìm gã báo thù đến lúc đó gã sẽ kẹt mãi mãi ngoài biển vĩnh viễn không được siêu sinh nếu lưu tam tìm đến đại tiên để bảo đảm bình an chứng tỏ gã rất tin vào quỷ thần dáng vẻ hai anh em bóp cổ nhau khi chết đã khắc sâu vào lòng gã không sợ mới là lạ sau đó lưu tam kể cho chúng tôi rằng gã đã bị kẻ sưng đại tiên kia lừa dối xăm hình tà thần lên lưng như thế nào thì ra đến nay lưu tam làm chuyện trái lương tâm nhiều liên tục gặp ác mộng đã gần một năm ngủ không yên giấc ai biết một buổi tối nọ khi ra khỏi quán mơ sa gã bị một ông già gọi lại gã quay sang nhìn thì thấy một ông già mở sạp xem bói ven đường ông già hỏi lưu tam chàng trai này có phải anh kiếm ăn trên biển quanh năm không lưu tam thấy ông già này có vẻ có năng lực thật thì hào hứng xem ông ta bói quẻ trò chuyện câu được câu mất nói chuyện không lâu nhưng lưu tam cũng thấy ông già này không bình thường đầu ông ta hỏi gã có phải anh hay mất ngủ không anh có biết nguyên nhân không ngoài mất ngủ có cả thấy người rất nặng nề không đấy là anh bị âm khí đè người oán linh quấy phá sợ rằng sẽ không sống được lâu nữa lưu tam nghe mà giật mình đừng nói là người ngoài thậm chí gã cũng không kể chuyện này với hai anh em mình thế mà ông già trước mặt lại nói toạt ra đúng là có bản lĩnh đấy lưu tam lập tức hạ mình vị đại tiên này ông có cách nào phá giải không ông già tỏ vẻ bí hiểm biện pháp thì không phải không có quan trọng là cậu có dám hay không lưu tam nghe không hiểu ý ông là gì ông già nói với lưu tam rằng năm xưa các ngư dân truyền tai nhau vị đại thần có thể trừ tà chỉ cần xăm hình vị đại thần đó lên người thì tà ma ngoại đạo sẽ không dám lại gần nữa. Lưu Tam bị ác mộng quấy nhiễu, phiền không chịu nổi, bản thân còn chột dạ. Gã giết bao nhiêu người như thế, chắc chắn có sợ hãi. Hơn nữa, từ khi gã bắt đầu mơ ác mộng là không tự tay kéo người chết đuối nữa, ngộ nhở bị báo ứng thật thì hỏng bét. Lưu Tam tin ông già nên cầm bức tranh ố vàng ông ta đưa cho, tìm tiệm xăm. Lúc thợ xăm thấy bức tranh cũng nhướng mày, đây là cái gì thế? Cũng hơi. Đáng sợ đấy. Lưu Tam cục hứng, nói linh tinh. Đây là đại thần. Bớt có nói linh tinh đi. Thật ra thợ xăm không thể không tò mò. Người ta toàn muốn xăm quan nhị gia hoặc thanh long bạch hổ. Riêng Lưu Tam lại muốn xăm cái thứ này. Suy nghĩ một lúc, Lưu Tam cũng biết hình xăm này không thể để ở chỗ nổi bật quá nên bảo thợ xăm vào sau lưng không biết có phải tác dụng của hình xăm hay không mà từ đó về sau gã không gặp ác mộng nữa vì thế gã cũng dẫn hai anh em mình đến xăm để họ làm việc dưới biển không phải sợ nữa lưu tam không ngờ rằng chính hình xăm này trở thành thứ hại chết hai người anh em của mình thật ra gã cũng hơi nghi ngờ với chuyện này chẳng phải nói xăm lên là bình an sao vì sao không được bình an lại còn chết nếu không phải Lưu Tam nghe ngóng được tin cha mẹ Phương Tổ và Lưu Nghiên sẽ bồi thường cái chết của hai anh em mình, gã có chết cũng không về. Cuối cùng, chú họ nói với Lưu Tam rằng hình xăm sau lưng không phải đại thần bảo đảm bình an, mà là tà thần khóa mệnh. Nếu muốn giữ được mạng sống thì phải nghe lời chúng tôi, không thì hồn phách cũng sẽ bị thứ sau lưng ăn mất. Đến lúc đó, gã sẽ chịu kết cục như Lưu Mộc Căng và Lưu Mộc Khảm vừa nghĩ đến số phận của hai người anh em lưu tam tự nhiên run rẩy dù gã sợ luật pháp nhưng so với việc bị ra tòa phán quyết hắn sợ cái chết không yên lành hơn vì thế lưu tam nghe lời chú họ khi mặt trời lặn thì tới chỗ xảy ra chuyện lúc này đội cứu hộ vẫn đang miệt mài làm việc tìm kiếm hai xác chết còn lại dù sao cũng là du khách gặp nạn việc họ không tìm được xác sẽ làm ảnh hưởng đến ngành du lịch địa phương Chúng tôi chờ ở trên bờ, chờ đội cứu hộ rời đi. Nếu chúng tôi triệu hoán ra hai xác chết bị tà thần giữ, người bình thường chắc chắn sẽ sợ mất mật. Tốt nhất là thực hiện lúc càng ít người càng tốt. Đến 10 giờ, mặt biển dậy sóng, không phù hợp cho công việc vớt xác nên các nhân viên đang làm việc trên vùng biển tai nạn phải lui về. Bọn chúng tôi đang chờ thời khắc này. Chú họ điểm chu sa lên trán lưu tam, bảo gã cởi áo đang mặc, đi về phía biển. Lưu Tam đương nhiên chỉ là con mồi nên không thể đi xuống quá sâu. Chú họ còn buộc dây đỏ vào cổ tay Lưu Tam, nếu gã gặp chuyện thì vẫn có thể kéo về. Dù sao chúng tôi cũng không thể nhìn gã bị thứ dưới biển kéo đi. Ban đầu Lưu Tam còn sợ hãi lẫy bẫy không bước nổi, thế mà hai chân vừa dính nước thì toàn thân gã cứng đờ, cứ thế bước xuống đáy biển sâu. Chương 1080, may mà chú họ nhanh tay lẹ mắt, kéo căng dây đỏ khiến lưu tam không thể bước tiếp đúng lúc này từ dưới đáy biển đen ngòm tiếng trẻ con khóc nỉ non vang lên từ xa rồi dần lại gần tiếng khóc vang lên trong màn đêm mù mịt tiếng sóng vỗ hỗn loạn nghe quỷ quái đáng sợ lạ thường giờ tôi đang đứng cùng nhiều người bằng không chắc chắn sẽ nổi hết da gà đúng lúc đó lưu tam dưới biển điên lên định lao về phía âm thanh phía biển sợi dây buộc ở cổ tay gã tuy mảnh nhỏ nhưng lại chắc chắn như dây thép, giữ chặt gã lại, không cho nhúc nhích thêm một bước. Đang lúc lưu tam dãy dụa điên cuồng, một trận gió tanh đột nhiên nổi lên ở biển, quỷ thần khóc gào. Người nhát gan chắc chắn sẽ sợ tè ra quân. Chúng tôi thấy hai bóng hình từ sâu dưới biển tiến từ từ về phía mình. Chắc chắn tôi không nói quá. Bóng hình đó nhìn rất giống như vừa bước từ dưới biển lên hoặc có lẽ là hai bọn họ trôi nổi trên mặt biển. Ánh trăng đêm nay sáng rực, soi rõ hai người đang đến là Phương Tổ và Lưu Nghiến. Giờ bọn họ khép hờ mắt, tóc ướt nhẹp dính lên mặt, da hơi tái nhật chút còn lại không có gì khác lạ. Nếu không có bầu không khí quá dị, tôi sẽ nghĩ họ vừa đi bơi về. Lúc này, Lưu Tam vẫn đang liều mạng dễ dụa, muốn đến hội hợp với họ nhưng không thể thoát được sợi dây đỏ buộc chặt của chú họ, đành cứ vương một tay về phía trước, nếu không phải thấy tận mắt, tôi thật sự khó tin rằng sợi dây đỏ nhỏ bé như thể có thể giữ chặt một tên cao to như Lưu Tam. Lưu Tam cứ định dặn ra là chú họ cong ngón tay lại, Lưu Tam sẽ bị kéo trở về. Phương Tổ và Lưu Nghiên dưới biển đột nhiên há to miệng, phát ra tiếng kêu khóc của trẻ con lúc nãy. Long tơ tôi dựng đứng cả lên. Dù âm thanh này sắc nhọn chói tai, tôi vẫn thấy được cảm giác lo âu trong đó dường như thứ ký sinh trên người phương tổ và lưu nghiên đang vội vàng gọi lưu tam nhưng gã lại bị chú họ giữ chặt không thể tiến đến tiếng kêu khóc càng lúc càng nhanh càng vội vã tốc độ đi của những kẻ đó cũng nhanh hơn vài bước nữa là chạm đến lưu tam chú họ đột nhiên lùi lại một bước đồng thời kéo lưu tam lùi lại gã bị chú họ kéo thì cũng lùi lại bước lên bờ cát phượng tổ và lưu nghiên rõ ràng không muốn bước lên trước nhưng lại không muốn buông tha cho lưu tam hai người họ chợt ngẩng đầu phát ra tiếng kêu rít chói tai hơn cùng lúc đó hai đôi mắt vốn khép hờ đột nhiên mở to giờ mọi người mới thấy mắt họ bị phủ một lớp trắng mờ mờ mí mắt nhìn y hệt động vật lưỡng cư may mà cha mẹ của họ không đi cùng chứ nhìn thấy con thành thế này chắc chắn sẽ ngất xỉu tại chỗ chủ họ thấy thời cơ đến rồi dù phương tổ và lưu nghiên vẫn còn hai chân trong nước nhưng nước biển cũng chỉ cao đến mắt cá chân họ chú nháy mắt với chú lê và viên mục giả hai người họ lập tức lấy dây đỏ đã bệnh chắc trong vào đầu phương tổ và lưu nghiên hai người này đã bị dây đỏ trong đầu thì không thô bạo như lúc nãy nhưng sức mạnh thì kinh người chú lê và viên mục giả kéo giữ cũng hơi khó khăn cuối cùng ba chúng tôi chạy đến giúp mới có thể kéo được cả hai người đó lên bò tà thần biển lên bờ cũng như hộ xuống đồng bằng, không làm được gì to tác. Chú họ thấy cá đã lên bờ thì giật ngay mồi lên bờ cát. Nói cũng lạ, Lưu Tam vừa tách khỏi biển là tỉnh táo trở lại. Gã xanh mặt nhìn Phương Tổ và Lưu Nghiện đang lăn lộn trên đất, không nói nên lời. Nhìn đi, thứ trên lưng bọn họ bây giờ chính là tà thần đại nhân mà mấy anh em nhà anh từng xăm đấy. Anh bị người ta lừa gạt, đưa cả anh em hiến tế cho tà thần chú họ hầm hừ nói lưu tam lắp bắp chuyện này sao lại thế tôi không biết ông già đó sao ông ta lại muốn hại tôi chú họ lạnh lùng nói anh có biết kẻ anh đã hại chết không có biết cặp đôi trước mắt không anh và bọn họ không thì không oán sao lại hại chết họ anh có biết vì sao hai thứ này ăn hồn phách của hai anh em anh xong chưa chịu đi không vì còn thiếu một cái thiện ác đến cùng tất có báo ứng lưu tam báo ứng của anh đến rồi chú họ lúc này nhìn y hệt quỷ sai từ địa ngục lên đừng nói là lưu tam cả tôi cũng suýt bị hù quả nhiên lưu tam hoảng sợ lập tức quỳ xuống bên chú họ đại sư cứu tôi với tôi không muốn chết cứu tôi với chú họ chỉ lạnh lùng tự thú đi dương khí trong tù mạnh nước độc không thể lại gần thật ra giờ anh cũng có thể chọn một trong hai con đường hoặc chết thoải mái hoặc chú họ tự nhiên bẻ cổ lưu tam nhìn về phía biển lạnh lùng nói tựa như những người mà anh hài chết ở đây mãi mãi mắc kẹt chốn này lúc này tôi mới phát hiện ra chẳng rõ từ lúc nào các du hồn đã tụ tập lại đây da bọn họ phồng lên mặt xanh lét đáng sợ nhất là tất cả cứ nhìn lưu tam trồng chọc tựa như sẵn sàng cắn chết gã bất cứ lúc nào à, lưu tam hét chói tai đũng quần ướt sũng trước đây tôi hay nói mình bị dọa tè ra quần nhưng lần đầu tiên được chứng kiến trường hợp thực tế đúng lúc thấy chú họ đã hù được lưu tam tôi chợt phát hiện ra nước biển đang từ từ dâng lên chẳng bao lâu sẽ chạm đến chân phương tổ và lưu nghiêng tôi vội nhắc chú thủy triều lên kìa chú họ cúi đầu nhìn sầm mặt không phải triều dân sau đó sóng biển dân cuồn cuộn tựa như sắp trở trời